Nhá, đang thử cái này nhá. Điện vào nó không chạy này. Không nghe rục rịch này, bật công tắc này. Bây giờ chúng ta rút ra kiểm tra lại nhá, kiểm tra nhá. Cái trong này để khoan ạ. Cái mối ấy, cần ý á. Cái đánh chị gì nhỉ? Chị mổ, bạn ấy vặn ở đấy. Có anh nữ. Nó văn vũ à? Còn ra lâu kỹ là được. Cái lại bên đấy là gửi chuyện cô ít. Của 50. Trông đến can gì vậy nhỉ? Rồi, đi ngược cảnh về được rồi. Để cho nó vặn đi đó. Rồi, vặn đi đó. Mẹ nhớ đâu nhờ rồi. Có được không? Gắn điện thử đấy cái gì. Có được phải đẩy nha nhé. Có được phải đẩy nha. Có được bất công tắc nha. Đúng đó à. Nếu được không? Cần bị nặng á. Đấy. À quên. Để mình vô cái đồ không đi mua cái. Dạ dạ. Rồi nhá. Dạ. Rồi. Chúng ta phải khởi cái này vào. Dạ. Cho vẫn. Rồi đấy, cái này phải dài đó các bạn. Cho cái này không lùi ra cho nên không ấy được. Cho nên chúng ta phải tiến hành cho nó dài ra. Đấy, chúng ta bỏ ngoắc cái này cho kỳ. Đây cái này chúng ta vặn cho trát này. Để ta xem thử nhé. Thì vặn cái này cho chặt xong nè. Và chúng ta kiểm tra thử như thế nào nhé. Đây chúng ta thử nhé. Cảm điện nó từ nhé. Đây các bạn thấy chưa? Trong nguyên nhân nằm ở bên trong này này. Đây thì chúng ta vặn 4 cái vít này. Lôi như vậy. Rồi đấy, chúng ta coi như thử đấy rồi nhá. Bây giờ chúng ta phải lắp cái này và chúng ta vặn lên nhá. Đây chúng ta vặn như vậy và chúng ta vặn cái này vào nhá. Đây cái này vặn ren vào nhá. Đấy, để chúng ta thử cái này xem sao. Đây nhá, chúng ta bây giờ chúng ta thử nhá, có được xem sao đấy, được ok nhá.
rồi tắt nhá, rồi nhá, có những cái này được nhá, đấy, chạy rồi đấy, rồi là xong rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem live subscribe nhé. Chào mọi người nhé.